Chào giáo sư, tôi bị đau thắt ngực, đi chụp X quang và điện tim, siêu âm tim, ổ bụng thì vẫn bình thường. Bệnh viện cho về nhưng tôi vẫn cảm thấy nhức ngực, đau nhẹ xuống cánh tay trái, cổ và lưng và sau lưng cùng xương ức. Theo giáo sư thì tôi phải làm những thủ tục kiểm tra gì nữa để phát hiện bệnh và chữa trị ạ? Tôi thấy dấu hiệu triệu chứng này có phải là do bệnh mạch vành không ạ? Bao nhiêu tuổi? Ở đây thì bạn không nói về độ tuổi ạ. Về nguyên tắc thì khi mà nghi bệnh vành thì phải kiểm tra dạ dày, ta gọi là khớp, tức là chào vào dạ dày. Thứ hai, ta phải mình không được quên là ta có cột sống nữa. Nhiều khi cột sống đau cũng như thế, thoái hóa cột sống cũng như thế, thoát vị cột sống cũng như thế. Mà chúng ta ngồi nói chung là sai nhỉ, xô cột sống. Mà người ta có một thí nghiệm này, những người ngồi nhiều mà như là kéo những cái vật nặng mà cong lưng mà rất nguy hiểm, vì cái sức cản nó lên trên cột sống rất cao. Khi nằm thì sức cản ít, khi ngồi đã cao hơn, khi đứng lại cao cao nữa, phải kéo cong lưng lại cao nữa, cho nên cái tư thế chúng ta là tư thế sai, và sai đó làm cho ngừng đau, cái đổ cho là mạch vành có bị là tỷ lệ, cho nên chúng ta phải kiểm tra cái cột sống. Chúng ta coi thường cột sống quá, thì nên làm cái gì dạ dày và cột sống hai cái. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.